Hôm nay, chặng 10 giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm 2017 đã diễn ra với nội dung tính giờ cá nhân. Vì là tính giờ cá nhân nên các tay đua sẽ phải dựa vào sức mình là chính chứ không còn sự hỗ trợ của các đồng đội ở xung quanh. Chặng 10 của giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm 2017 đã diễn ra với nội dung đua cá nhân tính giờ 10 km vòng quanh quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Ở chặng đua này, những tay đua mạnh của Việt Nam ở nội dung cá nhân tính giờ như là Trịnh Đức Tâm, Mai Nguyễn Hưng hay Huỳnh Thanh Tùng đều có mặt trong top 5 tay đua có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, người có thành tích tốt nhất lại là một quarter nước ngoài, đó là Desirap Roig của đội Byline VDC. Hiện nay, các trọng tài vẫn đang tổng hợp thành tích, nhưng rất có thể sau chặng này, chiếc áo vàng của giải sẽ có chủ nhân mới. Xin chúc mừng các vận động viên.